Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha Thì bây giờ Lách xin nói sơ qua nội dung tập trước Ở tập trước thì Thạch Thảo sau khi giúp Nguyệt Thiền đoạt được cái hỏa bảo xong Thì hắn cũng muốn tìm cái hỏa bảo cho riêng mình à, Nhưng mà khi hắn về thì lại bị Tề Đậu Lâm đánh cho một trận Vì cái tội mà dạy gái cho người ta một cái hỏa bảo rất đặc biệt à, Vì vậy mà Thạch Thảo rất là bực dọc Thì hắn lại tiếp tục vác cái đỉnh núi mà chạy Vác núi chạy một thời gian thì gặp những cái cường giả trẻ tuổi của các tộc khác trong đó có thiên nhân tộc Thì Thạch thạo đã đang bực bội trong người Rồi mà gặp mấy thằng khốn nạn này nữa Thì hắn ra tay đập luôn, đập chèm bẹp hết đó à, Sau khi đập xong Thì hắn vẫn còn bực bội trong lòng à, Do mấy cái tuổi thiên nhân tộc này Nói chuyện thấy ghét quá à, Hắn về hỏi Tề Đậu Lâm một câu Ừ, đã biết à, thân phận thực sự của hắn chưa Tề Đậu Lâm nói à, biết rồi à, Vậy thì nó mới hỏi à, Vậy thì à, Thạch thạo sẽ đi tìm những cái à, địa bàn của thiên nhân tộc để đập, để đánh, để phá, để trả thù thì sẽ có chuyện lớn gì xảy ra không? Mà không ngờ Tề Đậu Lâm cho phép Thạch Thạo làm chuyện đó. Đó thì Thạch Thạo đã kêu bằng có sự cho phép này rồi Thạch Thạo cũng vững tin hơn sẽ có người bảo kê sau lưng hắn. Mặc dù cũng không biết chính xác là có thể được bảo kê hay không nhưng cứ đánh trước đã đang bực bội trong mình rồi thì hắn chưa kịp đánh đấm gì cái đám thiên nhân tộc cả Thì hắn đã đoạt được một cái quả trứng thần bí từ cái đám thiên nhân tộc này Thì sau khi Thạch Thảo đem về Tề Đậu Lâm Thì Tề Đậu Lâm mới giải thích cái này không phải quả trứng Cái này là do... Cái này là một cái kim tiên là do thai ngén Giống như là một cái cuốn trúng thai ngén tất cả thiên địa linh khí của trời đất tụ lại thành Đó Thì... Um, nó có thể dùng để uh, thay thế cho bảo hỏa Nhưng chỉ có 4 phần 10 cơ hội thôi À, thì diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người xem tiếp tập 169 được mang tên là Tắm máu thiên nhân tộc của bộ truyện Thế giới Hoàng Mỹ tác giả Thường Đông diễn đọc Lát Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Con vẫn muốn đi. Thạch Thảo khẽ nói, con đường này rất khó, từ xưa tới nay sinh linh đạp lên hầu như đều chết rồi. Lấy thất bại mà kết thúc. Hắn không cam lòng, muốn bước ra một bước mang tính then chốt kia. Nhìn phong cảnh của một thế giới khác. Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ đó, khả năng chết đi sẽ càng lớn hơn, còn xa hơn cả một tia hy vọng kia nữa. Thậm chí có thể nấu đây chính là một con đường chết đó. Tề Đậu Lâm bình tĩnh nhắc nhở. Dưới cái nhìn của hắn thì loại hy vọng này cứ như là một loại mê hoặc không tính là bình minh thực sự nếu cố ý tiếp tục cuối cùng sẽ như những người trước vậy lấy máu viết tiếp một phần tàn quyển thất bại này thôi không đi qua làm sao biết đi không được chứ chậm trải tìm tội sẽ có ngày đi ra một con đường khác thôi thạch hậu lẩm bẩm sau đó tập trung vào tề đạo lâm chăm chú nhờ ông ta giảng giải các con đường của người xưa tề đạo lâm không nói gì chỉ nhìn hắn thấy hắn thản nhiên vẻ mặt yên tĩnh cũng không phải xúc động nhất thời cuối cùng gật gật đầu rồi nói Xem ra ta còn sớm tìm một tên đệ tử cái danh khác rồi Thạch Thảo yên lặng Chưa gì đã không coi trọng hắn rồi Cho rằng hắn nhất định sẽ thất bại mà chết hay sao Ống tay áo rộng lớn của tề đậu lâm dương ra Một đống cốt thư rơi xuống phát ra tiếng rầm Chung thạch hạo ở phía dưới những thứ này đều là sách cổ của người xưa thạch hạo khá là giật mình xung quanh hắn cốt thư chất thành một cái quả núi nhỏ xương trắng từng khối từng khối có cái vàng ống, có cái trắng bạc bốn lưỡng, có cái thì mang theo khí tím. Tất cả đều không phải là vật bình thường, hiện ra ráng lành. Bên trong cũng có mảnh xương phản phát quy chân vô cùng cổ xưa. Không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy, mang theo hơi thở của thời gian, ghi lại kinh nghiệm và con đường của những bậc kỳ tài thời trước. Thạch hạo từ trong đống cốt thư tùy ý cầm một khối, xem xét tỉ mỉ, nháy mắt liền đã bị hấp dẫn. Lịch thu hải, năm 936.852, cung vũ xuất thế, lưng mang thiên độ, ánh sáng chiếu khắp bốn phương. Thành Hạo đọc tới đây thì khá là kinh ngạc. Đây là một vị cổ nhân của khu vực Thú Hải, lúc sinh ra đời có đại dị tượng. Hắn đọc tiếp xuống dưới thì phát hiện ra người này quả nhiên là xuất chúng. Công vũ Ngạn trời, chồng sau lờ mờ, 19 tuổi vượt sông vào biển, để ép sơ đại ba ngàn châu, đứng đầu thiên hạ. Sau đó bỏ qua cổ hỏa, tìm con đường khác mà chết yếu, Cuộc đời người này rất là ngắn ngủi, nhưng huy hoàng tột độ, xưa này hiếm có, nhưng đáng tiếc chỉ vì bước ra một con đường khác cuối cùng bỏ mạng. Mặt sau có kết luận của người sau, ghi lại con đường của cung vũ khiến trong lòng thạch hạo chấn động, tiếp tục đọc mà nghiền ngẫm Đây tuyệt đối là sách quý, dù là bên trong các đạo thống lớn cũng chưa chắc đã có. Nói như vậy, đây là sách cấm, bởi vì sẽ mê hoặc các loại thiên tài thế hệ sau. Thạch hạo đọc say xưa, mỗi một hàng cốt văn đọc tới mấy chục lần, chăm chú suy nghĩ và phỏng đoán, phân tích đến cùng con đường thất bại của nhân vật ngất trời cung vũ kia. Hắn thả xuống bộ cốt thư này, đã ghi nhớ xong tất cả rồi. Sau đó Thạch Thạo nhặt lên một khúc xương cổ xưa khác, phủ đầy dấu vết năm tháng, nghiền ngẫm mà đọc, trong lòng hắn khó yên tĩnh được. Đây lại là một nhân vật không tầm thường. Lịch Hỏa Kim Năm 1 triệu 243.291 Ngũ Hoàng trực bầu trời Nhưng lúc này là gần xế chiều Suốt từ mạch hỏa kim sau khi xem xong trong lòng thạch hạo chấn động mạnh năm xưa hỏa kim tộc đứng trong hàng mười tộc lớn được gọi là đế tộc hoàng tộc từng có ngũ hoàng thống lĩnh thời đại kia lúc sinh mạng ngũ hoàng sắp tới thì muốn cho kỳ tài ngút trời thân thoại vô địch của mạch hỏa kim kéo dài đến cảnh giới cao hơn thế nhưng cuối cùng lại bị thương mà bỏ mạng ngũ hoàng mười bản cũ nhờ danh túc kết hợp đạo của nhiều người là lửa rèn luyện mạch hỏa kim thành thần tuy nhiên trồng đạo thất bại hoàng tộc mất nhưng thế chìm nổi hỏa kim bảo bình ấn thành thức truyền thạch thảo thở dài thực sự là đáng tiếc hắn nhanh chóng kiểm tra cốt thư khác cũng đều tương tự đều là con đường của người xưa được người đời sau ghi lại đây là kinh nghiệm quý giá nhất có thể coi là sách cấm giá trị của những cốt thư này không thể đánh giá nổi rơi vào trong tay của người đương thời thì chỉ có thể nói là bí ẩn lịch sử nhưng nếu rơi vào trong người cá biệt như hắn thì đây chính là sách quý của trời rồi những cúc thư này thạch thạo ngẩng đầu nhìn về tề đậu lâm một người rất khó có nhiều bộ như vậy bởi vì liên quan đến một ít bí mật của đại giáo đâu là ta ăn cơm về cả tề đậu lâm rất thản nhiên thậm chí có chút kiêu ngạo nữa thạch thạo không nói gì không thể không bái phục chẳng trách lão bị các giáo vây quét ngay cả loại cúc thư này cũng có thể sưu tập một đống nữa có thể tưởng tượng được bảo thuật khác như thế nào rồi chỉ có thể nói vì đạo chủ này là kỳ nhân không thẹn tiếng xấu rõ ràng quá ghê gớm đương nhiên thạch thảo sẽ không khinh bỉ mà là bái phục theo người ngoài nhìn thấy thì hai người quả thực là ngưu tầm ngưu mã tầm mã thế gian này không chỉ mình ngưu là thiên tài người muốn đi con đường khác quá nhiều ta cũng chính là một trong số đó tề đậu lâm nói rõ ràng ông cũng thất bại nhưng vui mừng chính là ông không giống như một ít chí tôn trẻ tuổi trong lịch sử chết đi mà vẫn còn sống ông nói thẳng trên con đường đó đi rất xa. Sau khi suy đoán kết quả đến tận cùng, ông quyết đoán từ bỏ, sẽ không dùng tính mạng ngu xuẩn đi vật lộn. Anh Kiệt, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu biết hẳn phải chết, còn như thiêu thân lao đầu vào lửa thì không khôn ngoan. Tề Đậu Lâm nói, chẳng hề đỏ mặt vì rời bỏ con đường kia, trái lại còn xem là quang vinh nữa. Thà Thảo biết ông có ý tốt, đây là nói cho hắn biết đang đi vào ngõ cục nên có chừng mực. Dù sao thì con đường này quá khó khăn Hẳn là chưa từng có người thành công Được gọi là ngõ cục đẫm máu của thiên kiêu Con biết rồi Thạch hạo gật đầu Cuối cùng toàn tâm toàn ý Đọc xem các loại cốt thư Hiểu rõ con đường và pháp tắc của tiên hiền thời xưa Tổng kết kinh nghiệm Đây là nền tảng Cũng là cơ sở thành công Chỉ là trên con đường của người đi trước Rút ra kinh nghiệm Hấp thu ánh sáng trí tuệ mới có khả năng thành công Không ai có thể tự nhiên đột phá nhắm mắt làm liều chắc chắn là không được rồi. Bên ngoài không thể yên tĩnh, đặc biệt là khu quặng mỏ của Hỏa Châu, thế nhưng chuyện này chẳng hề có quan hệ với Thạch Hạo, hắn chìm đắm trong thế giới rực rỡ rạng ngời truy tìm đường đi. Trong lúc này, hắn hóa thành tên mê võ nghệ, thỉnh thoảng quấy rầy Tề Đậu Lâm, bắt lão giảng giải đủ thứ, mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý đặt vào nơi đây. Tề Đậu Lâm mặc dù nói là muốn đi tìm một đệ tử khác, nhưng nhìn thấy trước cảnh thất bại của mình trước kia thì vẫn chỉ điểm cho hắn chăm chú vô cùng sau đó Thạch Hạo thoát ra khỏi cái con đường của người xưa, tạm thời tĩnh tâm để mình thoát ra khỏi tất cả tâm tư, yên lặng suy nghĩ và suy diễn. Thực sự là một con đường chết mà. Hắn nói khẽ, đồng thời luận chứng với tề đậu lâm, mặc dù có vật thần thánh kia là cuốn rốn của đất trời thì tỷ lệ thất bại cũng lớn đến khiến người ta phải thở dài. À, mà kệ gì, trước tiên cứ tiến lên trước cái đó. Ánh mắt của Thạch Thảo kiên nghị, nếu hắn tại mà lui bước thì cái gì cũng không cần nghĩ đến nữa rồi. Trên mặt đất, tiên liệu hình bầu dục đã ổn định lại từ lâu, được lớp lớp mẫu khí bao bọc, được trời đất nuôi dưỡng, hút lấy các loại đạo tắc, vẫn đang được thai ngén bên trong. Thạch thảo thảo luận cùng tề đậu lâm xong thì cảm thấy cuốn rốn ẩn chứa tiên kim này nối liền với các loại đại đạo. Chỗ để tốt nhất chính là trong mi tâm. Trong quá trình này, nguyên thần của thạch thảo có thể quan sát vì là ngày sau lấy trời đất làm lò nung Dùng các loại đạo tắc nhen lửa bản thân Để làm chuẩn bị Hiện tại cần trước tiên cảm ứng cái đã Sẽ có một ngày Sau khi đại chiến thiên tài ba ngàn châu mở ra Thì hắn cần lấy tiên kim thay thế Giấu bản thân vào trong trứng Cứ như vậy mà đốt cháy bản thân Hơ. Dựa vào sự hộ pháp của tề đậu lâm Khi thạch hạo thu vật thần thánh Được mẫu khí bao quanh Thì suýt chút nữa đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi Bởi vì trọng lượng của mẫu khí tùy thời mà thay đổi, vừa mới bạo động thì đã làm xương tráng của hắn nứt rạn ra. Nó quá nặng, chỉ một tia thôi cũng đủ đè sập núi rồi. Cũng may tề đậu lâm vô cùng ghê gớm. Bản thù của bác cửu thiên công mà ông truyền cho, cùng với pháp thuật cung bằng, bảo thuật lôi đế cùng nhau xuất hiện, cùng nhau chuyển động bao phủ vật ấy lại, nên ngăn cách và làm cho nó bình tĩnh lại. Y thức hải rất thần bí, có thể thu nhận các loại khí tức đại đạo tu thành tính mệnh, dù có thêm một vật nữa thì cũng có thể chứa đựng được. Đây chính là bác câu thiên công, pháp môn của bảo thuật không chế. Trước đây không phải ta không muốn truyền cho ngươi, mà là sợ ngươi vì thế sao bị thương. Bởi chợ cảnh giới này căn bản không thể triển khai. Trời Đạo Lâm trịnh trọng nói cho hắn nguyên nhân, muốn học phương pháp này nhất định phải đạt đến cảnh giới cực cao. Thần thể, cốt văn, tinh thần phải dung hợp hết mức, tuy hai mà một. Thạch Hạo cũng coi như là dị bẩm, thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, vì vậy có thể sử dụng tới pháp môn bản thu. Nói như vậy có nghĩa là tu sĩ tôn giả cảnh, thân hỏa cảnh nếu cưỡng ép triển khai pháp môn này thì thân thể sẽ nứt toát ra, cần phải có thân thể mạnh mẽ đến tận cùng làm căn cơ, đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi. Nếu không phải cần trấn áp vực thần thánh này thì Tề Đậu Lâm tạm thời sẽ không truyền cho hắn, sợ hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thạch Thảo cảm nhận được cốt văn bên trong xương sọ đang lấp lóe, cảm giác có chút khiếp sợ nên hình thành một luồng áp lực rất là lớn. Như vậy cũng tốt, lấy thiên công này làm nhà tù giam tiên kim lại, có thể rèn luyện các loại bảo thuật của ngươi. Tề Đậu Lâm mỉm cười rồi nói, Thạch Hào chăm chú thể ngộ, quả nhiên có chỗ tốt. Hình thành áp lực như vậy tựa như làm cho hắn thỉnh thoảng phải vận dụng bản thu, bát cửu thiên công, kèm theo vài loại bảo thuật và phóng thích cốt văn ra, đây cũng là một loại tu hành. Ngoài ra khi Thạch thạo quan sát cuốn rốn kia thì cũng chạm phải các loại đạo tắc nên đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nguyên thần. Tuy rằng còn chưa thể thay thế tiên kim tiến vào bên trong cuốn rốn nhưng là có thể quan sát và lĩnh ngộ đạo. Bên ngoài không yên tĩnh, đệ tử các giáo đang chờ mong, nghe nói U Vũ và Vân Hy có khả năng sẽ đến đạo tràng Chí Tôn. Ngoài ra khắp hỏa châu đều náo động, thân quán của thiên nhân tộc gặp nạn đã tạo nên sóng to gió lớn rồi. bên trong sơn môn nhỏ rách nát xương sọ của thạch hạo vọt lên ánh lửa đáng sợ bên trong thần thức gần sống kịch liệt khiến tề đậu lâm phải mở mắt ra nhìn về phía hắn trước đây thằng nhóc này vẫn kêu gào muốn đi đến hồ trọng thần liên độ kiếp xem ra là muốn hòa tan một loại kỳ dược có thể tẩm bổ linh hồn đây bây giờ dược lực đã hiện ra rồi tề đậu lâm là nhân vật cỡ nào chứ chỉ nhìn thoáng qua liền biết được đại khái rồi lòng mày của ông ta dựng lên sắc mặt lộ ra vẻ khác thường rồi nói lẽ nào là kiếm bồ quả? Có khí tức này, nó vậy mà có thể thành công rồi. Chính ông ta cũng có chút giật mình, phải biết rằng thời xưa rất nhiều người ở cảnh giới này đã từng thử nghiệm qua. Kết quả bản thân nổ tung, tất cả ghi chép lại đều là thất bại. Tuy nhiên Tề Đậu Lâm biết vẫn còn có người từng thành công, chỉ là chưa từng được ghi vào cốt thư mà thôi. Nếu không thì đã không lưu lại loại pháp môn cổ xưa này để người đời sau tìm tội rồi. Thạch Hạo xếp bằng ngồi im tựa như là một tảng đá lớn. Đầu hắn phát sáng, xương sọ được chiếu đến ống ánh, từng sợi tóc đều tỏa ra ráng lành. Hắn vẫn biết là kim bồ quả có thể làm thần thức lớn mạnh, tẩm bổ nguyên thần, thế nhưng sau khi luyện hóa vẫn không thấy động tĩnh gì. Hôm nay trong xương sọ có thêm một vật vậy mà lại kích thích được ý thức hải của hắn, khiến nó xảy ra biến hóa kỳ lạ. Nguyên thần của hắn đang lớn mạnh, hiệu quả của thuốc phát huy, toàn bộ phóng thích ra, làm cho sức mạnh tinh thần đang nhanh chóng phát sinh, có thể nhìn thấy thần thức bên trong xương sọ của thạch hạo đang hóa hình cuối cùng lột xác trở thành một người nhỏ rực rỡ thánh quang sáng lóa ngồi xếp bằng nơi đó mạnh mẽ vô cùng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây nghe thạch hạo có thể cảm ứng rõ ràng cái loại biến hóa này đây là sự lột xác của nguyên thần đã hóa thành hình người cùng lúc đó thân thể của hắn phát ra từng đám cốt văn sáng lóa bao phủ toàn thân tất cả lỗ chân lông đều dâng lên tinh lực kinh khủng vọt lên tận trời xa xa nhìn tới thì tựa như một vùng trời màu máu vậy. Cuối cùng vang lên một tiếng ầm, rất nhiều máu tươi trở về tiến vào trong thể phát của hắn. Hắn đã đột phá. Ánh sáng trong con người thạch hạo tăng vọt, tựa như là một thanh kiếm sắc bén dài mấy trăm trượng bắn ra rất xa. Hắn đã thăng cấp tôn giả cảnh hậu kỳ rồi. Tích lũy quá nhiều, hôm nay theo nguyên thần lớn mạnh thì cảnh giới của hắn cũng đột phá, nâng cao một cấp khiến hắn mạnh mẽ vô cùng. Thạch Hạo đứng dậy, nhìn ra ngoài sơn môn, Thạch Hạo đột phá, cảm giác mạnh mẽ chưa từng có, chùm sáng trong đôi mắt tựa như kiếm sắt, khi đảo qua vách đá thì vang vọng len ken mũi nhọn trong vắt chém xuống một đoạn vách đá. Tảng đá lăn xuống, bụi mù vọt lên. Cùng lúc này tinh lực trong cơ thể của hắn dâng lên, không ngừng vùng vẫy rồi biến hình, cuối cùng thân thể phát ra tiếng gào tựa như chân lông đang ngâm nga. Đây không phải phát ra từ miệng của hắn mà là phản ứng của thân thể, máu thịt và xương cốt cộng hưởng rung động phát ra một tiếng rồng ngâm. Đồng thời bên trong thiên linh cái của hắn vọt lên một vệt sáng màu máu, tựa như là làn khối cuộn trào, cuối cùng hóa thành một con chân lông đánh tan đám mây, nhìn xuống bắc hoang. Đây là... Ngay cả tề đậu lâm cũng giật mình, ánh mắt thầm thúy nhìn chầm chầm thạch hạo như muốn xem hết ngọn ngành của hắn. Lúc này mái tóc của thạch hạo rối tung, toàn thân phát sáng, mây lạnh lượng lờ tỏa ra một gợn sóng vô cùng kinh người mà tinh lực chân lông kia thì bay lên trời và gầm vang không dứt. Giờ phút này trời rung đất chuyển, xung quanh sơn môn lụng bại ầm ầm rung rẩy, các ngọn núi đều đang rung theo như muốn sụp xuống. Thông giả cánh tinh lực ngút trời thì cũng thôi đi, lại còn có thể hóa thành chân lông quay quanh đầu, nhìn xuống bát hoang, dĩ tưởng cỡ này thì xưa nay có mấy người đây. Đây là nguyên nhân khiến tề đậu lâm giật mình, Người ở thời xưa có thành tựu này nếu không phải là cổ tổ phải luyện thể thì chính là dị nhân ăn được kỳ quả thiên địa. Ông không nghĩ tới thạch hạo lại có thể đi đến một bước này. Không lâu sau, chân lông màu máu lao xuống quấn chặt quanh thạch hạo rồi tiến vào thân thể của hắn, làm cho bên ngoài thân thể càng thêm trong suốt như ngọc thạch, lại có chút giống tiên kim. Rất tốt, rất tốt. Tề đậu lâm gật đầu. Được ông tán thưởng như vậy có thể nói là lần đầu tiên những người hiểu ông đều biết, đạo chủ tiếng xấu truyền xa này chưa từng khen ai bao giờ. Đạo chủ nè, con muốn đi xem bên ngoài thế nào chút được không vậy? Tha thảo hỏi. <laughs> đi đi, không cần để nang cái gì cả. Tề Đạo Lâm gật đầu cười ung hòa. Bên ngoài đang sóng gió ngập trời, cao thủ thiên nhân tộc đã đến rồi. Bởi vì sau khi được bẩm báo và biết bên trong cổ quán ở Hỏa Châu xuất hiện tảng đá kỳ lạ được thiên địa nuôi nấng thì cao tầng đều bị chấn động. Mẫu khí vườn quanh thay ngén tiên chủng, chỉ bảo xưa nay hiếm thấy cỡ này thì bất kỳ đại giáo nào cũng đỏ mắt, nên tất nhiên có thiên thần xuất quan, hơn nữa không chỉ một người nhanh chóng chạy tới. Đáng tiếc bọn họ đã tới chậm, khi đến nơi thì mới biết vực thần thánh đã mất nên liền phát điên. Trong hai ngày này, có thiên thần gội trăng. Sau khi đưa U Vũ và Vân Hy tới thư viện thiên tiên, thì bọn họ bông ba trên khắp đại thảo nguyên Hỏa Châu, lực tung từng thức đất, Bùng phát ra cơn giận lôi đình Đây là tổn thức không cách nào đánh giá Mà thiên nhân tộc cũng không thể nào chịu nổi Tiền chủng như vậy ẩn chứa vận may quá lớn Cực kỳ quan trọng với bộ tộc Thiên nhân tộc lập tức phái hai vị thiên thần đến Hỏa Châu Không biết đã đào được thần liệu gì Lại khiến họ phát đồ như vậy nha Lúc này trong phù thành phong Ở biên giới Hỏa Châu Giáp với thư viện thiên tiên có rất nhiều người đang bàn luận Thạch hạo đi đến đây Lặng yên nghe ngóng biến động bất ngờ trong hai ngày nay náo động gợi ra này khiến cho hai đại thiên thần cũng không giữ được bình tĩnh gào thét khắp đại thảo nguyên kinh động đại giáo khắp nơi tất cả mọi người đều đang suy đoán khả năng là bọn họ đã mất đi một thứ không tầm thường Đâu đó, đó sao không phải là đạo đụng tiên kim rồi bị người ta cướp đi chứ? Có người to gan suy đoán, trong nhất thời khiến mọi người giật mình, rồi sau đó trái tim đập loạn. Loại đồ vật này một khi khai quật được thì tất nhiên gây ra sóng gió ngập trời, sẽ dẫn tới đại chiến cấp giáo chủ. Dù là ở thời đại tiên cổ thì nó cũng là bảo liệu tuyệt thế, có thể nói là thế gian hiếm có, muốn thành tiên thì nhất định phải có vũ khí tương ứng được rèn luyện từ tiên liệu. Đừng nói chỉ ở thời đại này, loại thiên tài địa bảo đó từ lâu đã cạn kiệt, hầu như khó có thể tìm được một khối. Phù phong thành ẩm ỉ, tam giáo cửu lưu, sinh linh đủ loại, hình dáng đều có, tất cả đều đang ước ao, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, khát vọng được nhìn thấy cái báu vật kia. Thiên nhân tộc không nói là ai đã cướp đi bảo liệu sao? Thạch thảo hỏi sinh linh trong thành. Một ông lão lắc đầu rồi nói. Chỉ nói là nhân tộc đế hèn nào đó đã đánh cắp thiên tài địa bảo. Nếu không giao ra thì bọn họ sẽ làm cho người kia hối hận, sống không bằng chết thôi à? hả? Thạch thảo nghe như vậy không khỏi cười gằn. Từ sau khi hắn rời khỏi thiên nhân tộc thì vẫn chưa nghe tộc này và trần thân phận của hắn. Là hoang và cũng là thạch thảo, rõ ràng là vẫn đang có ý đồ xấu với hắn mà không phải trần thân phận là sợ các đại giáo khác cũng biết hắn không chỉ có bảo thuật lôi đế mà còn đến từ hạ giới có bảo thuật côn bằng thiên nhân tộc muốn ăn một mình hy vọng trước khi người thượng giới biết được thì bắt giết hắn tên nóng đây tên nóng đây hành tung của người kia bị nghi là trộm đã bại lộ rồi bỗng nhiên phù phong thành truyền đến tiếng la có người mang đến tin tức mới nhất của nơi sâu trong hỏa châu dưới cơn nóng giận hai đại thiên thần triển khai bí pháp cấm kỵ dựa vào manh mối phân ra đuổi theo rất có thể nhằm vào mấy cái đạo thống mà ra tay nặng á nha thà thạo kinh ngạc thiên nhân tộc là mù quáng hay là điên rồi lúc rời đi rõ ràng là hắn để lại chút manh mối để bọn họ biết là do hắn gây ra thế nào bây giờ lại đi rút giận lên người khác như vậy chứ đạo thống khảo ngư nào đang bị bức ép vậy có người hỏi nghe nói hai đại thiên thần đi đến khu mỏ quặng của khổng tước tộc trước tiên muốn mạnh mẽ xông vào nhưng cuối cùng dừng lại cũng không xảy ra xung đột gì sau đó lại đi tới mấy cái đạo thống đối lập yếu hơn chút á khi thạch thạo nghe đến đó thì trong lòng hơi động thiên nhân tộc muốn tìm khổng tước tộc gây phiền phức đây là đang mượn cớ sao bởi vì thần chủ khổng tước từng bảo vệ cho hắn ở thiên chi thành cũng may là bộ tộc khổng tước mạnh mẽ bẩm sinh là vọng tộc tiến tâm lừng lẫy ở thượng giới mà ngay cả thiên nhân tộc khi còn là hoàng tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Hai tên thiên thần kia đã rút đi. Nói thế có nghĩa là bọn họ cũng ý thức được bộ tộc này hiện nay không phải là nơi bọn họ có thể tùy ý đụng vào. Thế nhưng khi nghe được một tin tức khác thì Thạch Thảo rất tức giận vì phút chốc hắn đã hiểu rõ ý đồ của thiên nhân tộc. Nghĩ cũng lạ thiệt nha, hai đại thiên thần này đi nhận định các tộc khác, ví dụ như là hỏa tộc có hiểm nghi rất lớn, á. tự mình dán lâm cổ quán của mấy tộc này, thúc ép, đồ giải thích nữa đây không phải là mấy cái đạo thống ở tội châu sao? Tựa hồ đều đến từ hạ giới mà. Thượng giới có một số tộc như hỏa tộc vậy. Đều đến từ hạ giới. Điều này không thể không khiến thạch hạo sinh ra liên tưởng. Hắn chợt nhớ đến mấy người hỏa linh nhi. Nói như vậy, ở thượng giới này, một ít đại tộc dưới hạ giới cũng có căn cơ. Trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh. Đến hôm nay mới nghe được một ít tin tức của bọn họ. Đồng thời thạch hạo nắm chặt nắm đấm. Một luồng máu nóng giận dữ sôi lên, Chuyện đến lúc này đã quá rõ ràng rồi. Thiên nhân tộc là đang cố ý đe dọa và cảnh cáo hắn. Muốn uy hiếp hỏa tộc để ép hắn xuất hiện và giao ra tiên chủng đã lấy đi kia. Nơi sau trong hỏa châu chuyện đến tin tức, hai đại thiên thần thật sự đã chạy tới khu vực này, vô cùng nghiêm khắc uy hiếp mấy đạo thống, cho rằng bọn họ có dính líu trong chuyện này. á. Hai đại thiên thần vô cùng ngang ngược, tuyên bố rằng nếu mấy tộc này không thể cho một lời giải thích thì bọn họ không ngại đại khai sát giới mà giết sạch sau khi nhận được những tin tức này thì ánh mắt thạch hạo lạnh lẽo đùng đùng nổi giận hắn nhanh chóng rời khỏi phụ phong thành và tiến vào đại thảo nguyên ở hỏa châu tiếp đó hắn đi đến khu mỏ quặng của thiên nhân tộc rồi trong chớp mắt bùng phát ra một luồng sắc ý lạnh lẽo tinh lực cuồn cuộn lan tràn ra thiên nhân tộc ta lại trở về để đại khai sắc giới đây thạch hạo nói nhỏ đầu tiên là hắn đến một mỏ quặng cỡ trung nơi đây chỉ có cường giả thần hỏa cảnh tỏa trấn mà không có chân thần thân thể của hắn phát sáng tựa như ngọn lửa nóng được vọt thẳng lên trời cao xa xa nhìn lại giống như là một vị chiến thần lâm thế ngọn lửa màu vàng xoáy thẳng lên trời rồi nổ âm âm kẻ nào cao thủ nơi này cảm giác được nên đã bị kinh động rồi lập tức vọt ra tổng cộng của hai vị cường giả thần hỏa cảnh lúc nhìn thấy một màn kia của thạch hạo thì ngạc nhiên bởi vì bọn họ nhận ra đây không phải là hoang sao lộ ra hình dáng mà không thèm ẩn giấu ngươi còn dám xuất hiện hả <laughs> Thật sự là muốn chết mà Đưa tới tận cửa luôn hả Hai người vừa mừng vừa sợ cười to Vậy mà lại gặp Hoàng ở đây Nếu có thể bắt được thì tuyệt đối là một cái công lớn rồi Tuy nhiên rất nhanh bọn họ lại lạnh lẽo Hoàng nếu dám đến Thì chứng minh rằng hắn có đủ niềm tin Không sợ bọn họ Khiến trong lòng bọn họ đều rung lên Bắt đầu đề phòng Toàn bộ mái tóc của Thạch Hạo xóa xuống và phát sáng Ánh mắt như là đèn vàng khiếp người Ngoài dữ liệu của hai thần thì hắn cũng không có âm mưu gì cả mà là trực tiếp áp tới. Hai người nhìn nhau rồi lấy ra bảo cụ công kích về phía thạch hạo. Trong nháy mắt cốt văn dày đặc nằm kính thảo nguyên. Bọn họ ý tu vi cao hơn một cảnh giới mà trấn áp. Chuyện xảy ra khiến bọn họ giật mình. Một quyền của thạch hạo đánh xuyên qua bảo cụ khiến nó nổ tung trong hư không, ánh sáng rực rỡ. Cái gì? đây là pháp khí cấp thần mà vậy mà hắn lại dễ dàng dùng tay không đánh nát hai người đều biến sắc cùng lúc đó một pháp khí khác cũng bị thạch hạo đập nổ tung cái bùm hóa thành một màn sáng vàng tản ra bốn phương tám hướng miễn dịch pháp lực truyền thuyết là thật sao cuối cùng hai người cũng đã rõ pháp khí bị khắc chế uy lực giảm mạnh vì vậy dễ dàng bị đánh nát là người ở cảnh giới này của bọn họ thì từng nghe được tin tức rằng trong khoảng thời gian ngắn thạch hạo sẽ miễn dịch được pháp lực giờ tận mắt chứng kiến mới biết đáng sợ đến đâu. Thạch hạo vọt tới, mang theo ánh lửa sôi trào, tựa như tự trong ngọn lửa hừng hực lao tới. Hắn cuốn chặt vô giết hai đại cường giả. Hai người vừa tức vừa giận, vừa có cảm giác hoang đường. Chỉ là một tôn giả, vậy mà lại săn giết thần linh như bọn hắn. Hoàng tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao cảnh giới cũng không đủ. Tiêu rồi, thời gian miễn dịch pháp lực của hắn sao lại dài như vậy? Lẽ nào đã thành công hấp thu kim bồ quả rồi? Hai người kinh sợ rồi, bọn họ đang tính toán thời gian và cảm thấy loại năng lực của thạch hạo sắp biến mất nên mới ra tay thế nhưng vẫn bị khắc chế như trước toàn thân pháp lực như đá chìm đáy biển một khắc sau gã mặt của một vị thần hỏa cảnh động lại một nắm đấm của thạch hạo đã xuyên thủng thân thể của hắn khiến hắn nhanh chóng rạn nứt rồi sau đó nổ tung một màn máu bay ra một cường giả mất mạng tên còn lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch xoay người bỏ chạy đây còn là tôn giả sao Lại dễ dàng giết một vị thần linh như vậy Chạy đi đâu Thiên nhân tộc không phải uy thế tám phương sao Ngày hôm nay ta đến rồi Muốn ở khu vực này đại khai sát giới Thà thạo quát lên Tốc độ của hắn quá nhanh rồi Lập tức lao tới Kèm theo tiếng gào là từng mảnh cốt văn cầu thủ thần hỏa cảnh đánh trả Thế nhưng vẫn không tránh được bại vong Bị giết thành từng mảnh nhỏ máu nhuộm bãi cỏ cứ thế mà chết đi. Đến giờ, thời gian miễn dịch pháp lực của Thạch Hạo mới chậm rãi biến mất. Một tiếng vang thật lớn, cả mỏ quặng bị Thạch Hạo đánh sụp hoàn toàn, đã bị hủy diệt. Một khắc sau, hắn lại nhầm tới một cái mỏ quặng khác ở phương xa phía trước. Hắn chờ loại năng lực của bản thân xuất hiện trở lại thì quyết đoán ra tay. Ngươi là kẻ nào? Có người hét lớn. Hắn là hoang, không để cho hắn chạy vẫn là hai vị cao thủ thần hỏa cảnh. Đúng vậy, ta là Hoang đây, cũng là người sẽ giết các ngươi. Thạch Thảo quát lên rồi xông tới, bùng phát ra ánh lửa ngập trời, mạnh mẽ ra tay. Mưa máu bắn tung tóe, trận chiến này cũng không có bất ngờ gì. Hai thần nhanh chóng bị đánh gục, cứ như vậy mà bị bại vong, đồng thời cả mỏ quặng đều sụp xuống, bị đất đá đè lên. trời ơi, tên tốt lớn đây nè, người cướp đoạt tiên liệu của thiên nhân tộc đã xuất hiện rồi, các người dù thế nào cũng không nghĩ ra hắn là ai đâu nha Vậy mà lại là Hoang đó Bởi vì cách Phụ Phong Thành không xa Nên tin tức truyền đến nơi này trước tiên Lập tức gây ra náo động Hoàng lại ra tay rồi Đang đại khai sát giới Hủy đi tám mỏ quặng của thiên nhân tộc Mà vẫn còn tiếp tục nữa Đánh đầu thắng đó Đã giết mười mấy vị cường giả thần hỏa cảnh rồi Tin tức như vậy vừa xuất hiện Khiến cho Phụ Phong Thành sôi trào Đây tuyệt đối là tin tức có sức bùng nổ Quá mức chấn động mà Rất nhiều năm trở lại đây mặc dù có một ít đại giáo có mâu thuẫn với thiên nhân tộc nhưng không dám nhầm vào như vậy nếu không sẽ gây ra đại chiến giữa hai tộc mà hôm nay lại có người phá vỡ truyền thống đó hoàng tái hiện thế gian ra tay bá đạo không còn nghi ngờ gì nữa đây là một loại sỉ nhục với thiên nhân tộc dám ra tay như vậy nghĩa là đang khiêu chiến với uy nghiêm của bộ tộc bọn họ rồi đồng thời đây cũng là mỉa mai hai đại thiên thần hoàng đang nói cho bọn họ biết tất cả đều là hắn làm các ngươi ngu xuẩn tìm nhầm người thôi hiển nhiên sự liều lĩnh của hai đại thiên thần sẽ trở thành trò cười bị người đời lên án. Đương nhiên quan trọng nhất là sự ngang ngược của Hoang, dám tắm máu trọng địa thiên nhân tộc. Chuyện này nhất định làm nổ tung hỏa châu, truyền khắp thượng giới và chấn động các đại tộc. Quá đã, ta sớm không vừa mắt thiên nhân tộc rồi, viết rất hay nha. Giết, nên ra tay như vậy là đúng rồi. Có nhiều người cảm xúc dân trào kéo theo máu nóng sụp sôi. Tình tức mới nhất truyền đến rồi nè nha, Mẫu quặng thứ chín của thiên nhân tộc bị trấn sập rồi một mình hoang đại khai sát giới Xong vào trọng địa đánh gục một đám cao thủ thiên nhân tộc tin tức dọa người không ngừng truyền đến một thiếu niên thôi mà lại dám làm như vậy khiêu chiến uy nghiêm của thiên nhân tộc cứ như vậy đánh tới cửa thật là kinh người mà sinh linh các tộc khó có thể bình tĩnh tất cả đều khiếp sợ bởi vì tin tức không dứt thỉnh thoảng được người từ trong thảo nguyên mang về chiến công của hoang vẫn đang mở rộng trong đó Thiên nhân tộc gặp phiền phức lớn rồi nha Bị một người trẻ tuổi khiêu chiến như vậy Nếu như không thể bắt rồi giết hắn Mà để cho hắn chạy thoát đi Vậy thì tiếng tâm hoàng tộc sẽ bị phá hỏng rồi Thần kinh của mọi người theo đó mà căng thẳng Tâm tình theo đó đảo lộn nhấp nhô Người trong phụ phong thành đều rung động Tin tức ở đây chấn động như sóng lớn ngập trời Đương nhiên bọn họ biết Tuy tin tức truyền ra nhanh Nhưng chắc chắn là có chênh lệch về mặt thời gian Chắc chắn là quá khứ rồi những thứ này đều là chiến công đã được xác định, nhưng dựa theo tình hình này thì chắc là còn có thể sẽ có một ít chiến tích kinh người đã xảy ra hoặc đang diễn ra trong đó nữa. Nếu những tin tức kia truyền đến, có thể càng kinh người hơn. Thà thạo lao nhanh như chớp trong tầng trời thấp, ngoài thân có một vần hào quang, cây cỏ phía dưới những nơi đi qua tan nát, núi đá sụp đổ, mặt đất bị kéo ra tạo thành một cái khe đáng sợ bởi vì tốc độ của hắn hơn xa tốc độ âm thanh nên khi xông về trước rất xa thì mới có tiếng vang rền điếc tai truyền tới phía sau không khí nổ đùng đùng tựa như sấm sét vậy một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ nằm trên thảo nguyên khí lạnh lượn lờ bay lên đây là một đạo tràng bên trong khu mỏ quặng của thiên nhân tộc thường ngày nơi này có cao thủ tỏa trấn quản lý tất cả các loại công việc của mỏ quặng lớn hai ngày trước mỏ quặng lớn nhất xảy ra vấn đề đánh mất tiền trân vô giá tất cả chân thần đều phát điên đi theo hai đại thiên thần tìm kiếm khắp nơi khiến nơi này trống trải Thạch thạo dừng lại đây yên lặng điều thức sau khi tỉ mỉ cảm ứng thì bùng phát ra thần quang chói mắt tinh lực cuồn cuộn hắn tiếp tục ra tay tuy rằng không còn nhiều cao thủ tỏa trấn nhưng dù sao đây cũng là khu mỏ quặng quan trọng vẫn phải có cường giả thần hỏa cảnh trú đóng lúc này đều bị hấp dẫn vọt ra chỉ có bốn tên thần linh các ngươi thôi hả hai mắt thạch thạo thâm thúy cánh cung bằng sâu lưng dương ra tựa như sấm sét kèm theo tiếng nổ vang và lướt tới đây là một giọng điệu ngông cuồng chỉ là tôn giả mà lại xỉ nhục cao thủ thần hỏa cảnh như vậy làm cho mấy đại cao thủ dựng tiếp mặt sắc ý lan tràn Ngươi làm nhục hoàng tộc xưa nay sống không thọ đặc biệt là kẻ sinh sau đẻ muộn như ngươi vậy tự cho là đúng nhất định sẽ chết yếu thôi một người nói giọng âm trầm lạnh lẽo đã đắc tội thiên nhân tộc bất kể là kỳ tài gì bọn họ cũng dám chém xuống lúc đó sẽ có thiên thần tế linh trong tộc đứng ra chống đỡ không nghĩ tới ngươi là hoang có người ánh mắt sáng lên đã nhận ra hắn cười gằn một tiếng phù văn ngoài cơ thể càng thêm chói mắt hiển nhiên chân dung của thạch hạo đều được đưa đến khắp nơi trên dưới thiên nhân tộc vẫn luôn tìm kiếm không muốn buông tha cho hắn muốn đoạt bảo thuật và tiêu diệt hình thần của hắn Khoan, ngươi có biết là đã thiếu bộ tộc của ta một cái mạng không hả? Ở lại đây đi! Tên còn lại lạnh giọng nói, ánh mắt sáng rực, nhanh chóng khởi động các loại trận pháp nơi đây. Cái thứ lấy oán trả ưng, ta cứu thiên nữ tộc các ngươi, nhưng lại nhầm vào ta như vậy, thực sự lồng lan giả sối. Hiện tại ta giết các ngươi, thực sự là không có một chút cảm giác ấy nấy nào. Thà Thảo nói, từ khi bị thiên nhân tộc giam cầm và rồi chạy ra, trong lòng hắn vẫn tức giận vô cùng, hôm nay liên tục chém cao thủ thần hỏa cảnh của tộc này phá hủy mỏ quặng thì vẻ kích động dân trào trong lòng bao phương xa truyền đến tiếng la có người từ giữa không trung ngã xuống mà đến nỗi sụi lơ hoảng sợ hô hắn đã xuất hiện rồi chính hắn trộm tiên trận của bộ tộc ta hiện tại lại đang trả thù và đã hủy đi 14 mỏ quặng giết chóc khắp nơi cái gì người trong đạo tràng này khiếp sợ Giờ mới biết có chuyện như vậy xảy ra Ngươi đã tới chậm rồi Ta đã đích thân tới đây rồi Và đây là mục tiêu lần này của ta Thà Thảo nói Rồi nhìn chăm chăm người kia Cuối cùng vẫn có cá lọt lưới mà chạy tới đây báo tin Hiển nhiên chuyện đang xảy ra Thì Phù Phong Thành cơ bản không biết được Phải sau đó rất lâu thì mới hay tin Bãi cỏ sụp xuống Đất đá cùng cây cỏ tựa như gió lớn Cuốn lên cao mấy chục mét từ dưới chân thạch hạo lan tràn ra ngoài, bao phủ tòa cung điện kia. Đây chính là uy thế của hắn. Hắn tuy chỉ là một tôn giả, nhưng lại liếc nhìn thần linh, quá đáng đến ngông cuồng. Diệt hắn! Tiếng gào vang lên, cao thủ nơi này ra hết. Thạch hạo không hề e sợ mà giết tới trước. Một trận chiến đấu lần nữa diễn ra. Từng đứt nước toát, thần quan chiếu khắp nơi như có một vườn mặt trời bay lên từ trong lòng đất. Nóng rực và kinh khủng cùng tồn tại, tỏa ra uy thế mạnh mẽ nhất thạch thảo dám đến tự nhiên sẽ nắm chắc sau cùng khiến nơi đây hóa thành phế tích cung điện xanh vàng rực rỡ sụp xuống một vũng máu thần linh đang phát sáng thấy mà giật mình thạch thảo đi xa tới mục tiêu tiếp theo đây là một ngày giết chóc. thạch thảo đường dài đánh chớp nhoáng di chuyển chiến đấu bốn phương thiên nhân tộc đẫm máu nhấc lên sóng lớn mênh mông chấn động khắp đại thảo nguyên này ngay cả phù phong thành cách đó không xa cũng đã nhận được tin tức từng nhóm thiên nhân tộc tự nhiên cũng biết nên gấp rút tiếp viện vây quát thạch hạo trường lệnh tiêu diệt khoan bắt giết hắn chỉ cần để lại một tia thần ném là được rồi bất cứ gia nào cũng chẳng hát lại cho ta có chân thần nổi giận đùng đùng gầm thét lên chấn động khu mỏ quặng chuyện lần này quá nghiêm trọng rồi một người trẻ tuổi huyết chiến tám phương tiêu diệt cứ điểm của thiên nhân tộc là sự coi thường và nhục nhã lớn nhất với bọn họ nếu không bắt được thì mặt mũi để ở đâu đây thường quán nổi tiếng của thiên nhân tộc tổng cộng chỉ có mấy chục mỏ vậy mà trong vòng một ngày đã bị hủy diệt một phần ba thậm chí ngay cả đạo tràng trong thảo nguyên cũng bị sang bằng giết sạch sành xanh là sĩ nhục chưa bao giờ có được giết cho ta đầu ba thước đất lên cũng phải tìm cho được chân thần nhận được tin tức ngang dọc bốn phía chạy nhảy khắp nơi gấp rút trợ giúp tìm kiếm tung tích của thạch hạo Thế nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là Hoang vẫn chưa bỏ chạy, vẫn đang hành động, né qua sự vây đuổi chặn đường của chân thần để tìm cơ hội ra tay. Một tia chớp đặc biệt chói mắt cắt ra bầu trời đen kịch. Mây đen như đáy nồi muốn ép xuống mặt đất, đồng thời hạt mưa rơi xuống vang lên từng tiếng bùm bụp, trời đất mờ mịt. Thạch thạo ngẩng đầu khẽ nói, Trời cũng giúp ta, tia chớp chói lòa như một dải ngân hà to lớn vượt qua bầu trời tiếp đó mưa như trúc rơi xuống trên thảo nguyên nước động thành sông chỉ khi tia chớp xuất hiện thì mới có thể xé tan bóng đêm nhìn thấy cảnh vật xung quanh nếu không thì cứ như đêm đen vậy đưa tay không thấy được năm ngón cơn mưa điên cuồng trút xuống thả thảo biến mất bên trong màn mưa hắn tựa như một bóng ma đáng sợ đang lãng vãng xuất kích sau đó hắn xuất hiện quanh quẩn các mỏ quặng gần đấy ra tay chém giết cao thủ Lệnh tiêu diệt khoan đã truyền xuống thế nhưng lại mang tác dụng ngược. Tìm không được thạch hạo nhưng lại bị hắn đánh du kích, hủy thần quán, thiên nhân tộc tổn thức nặng nề. Ông cây đợi thỏ, không cần tìm nữa. Có chân thần mắt đỏ kè, tóc dựng thẳng, thân thể tràn ra vô tận sát khí. Đây là ngày sĩ nhục. Ngày hôm nay nhất định phải được ghi lại. Một tôn giả nho nhỏ thôi lại giết cho bọn họ rơi vào thế bị động như vậy. Liên tục có cao thủ thần hỏa cảnh chết đi đây là nhục nhã và tai nạn khó có thể tiếp thu. Mưa to rút xuống, Thạch Hạo tiến lên. Hắn đã đến trước mỏ quặng lớn nhất, cũng là nơi hắn đã lấy đi tiên kim. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Miệng hắn phát sáng, ký hiệu cũng sáng rực, vọt lên từng cái một, rồi tiến vào cái màn mưa và mây đen phía trên kia. Người đến rồi! Linh thức của chân thần vô cùng nhạy cảm. Trước tiên cảm nhận được gợn sống của cốt văn, nhanh như chớp mà lao ra. Có ba vị chân thần canh giữ nơi này, chính là để phòng ngừa lỡ như thạch hạo găng to bằng trời công kích mỏ quặng quan trọng nhất này. Lúc này tất cả đều tản ra sát khí ngập trời. Thật sự là quá càng đảm, một tên thiếu niên đã giết cao thủ bộ tộc ta, vậy mà còn dám xông đến tận nơi này, ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Một vị chân thần nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy tơ máu, tựa như là một con mảnh thú muốn nuốt người vậy. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, các người muốn giết ta đoạt bảo thuật, hôm nay chính ta đến tận cửa để cho các người giết đây. Lời thạch hạo rất lạnh lẽo rồi nói tiếp. Nhưng nếu giết không được ta, thì ta sẽ đưa tất cả bọn ngươi lên đường. Hắn điên rồi! Một vị chân thần giận quá hóa cười, nụ cười mang theo vẻ cay nghiệt và châm biếm. Tuy rằng trước kia nhận được các loại tin tức thì giận đến rung rẩy, nhưng lúc này lại thực sự là nở nụ cười. Bởi vì cho dù tôn giả kinh diễm đến cỡ nào, cuối cùng cũng không thể vượt qua hai cảnh giới để chiến đấu với chân thần, như vậy chắc chắn phải chết. Được, hoang, huyết thống đời sau của tội nhân hạ giới, đến đây đi, cho ta nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì mà dám tùy tiện. Một vị chân thần hét lớn giết tới, thạch hạo không có tránh né, lao tới, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trời, mưa to tầm tã, mây đen vần vũ đè ép mặt đất. Lôi động cửu thiên, Đúng lúc này hắn khẽ mở đôi môi, trong nháy mắt cốt văn ngút trời, hắn đang tụng thần chú, sử dụng tế bảo thuật cổ xưa mà quỷ dị khó lường. đây là khí thức gì vậy? Lúc này ngay cả chân thần cũng đều sợ hãi, linh cảm có chuyện không lành, sau khi nhìn trời thì lập tức xoay người tránh né nguy cơ đến từ cõi u minh. Đáng tiếc đã chậm, bên trong mây đen kia có một chuỗi tia chớp hạ xuống, không phải đánh xuống mà là trút xuống, ba tên chân thần phát lạnh đây không phải tia chớp bình thường mà tu sĩ có thể sử dụng được đây là thiên uy bị kích phát tia chớp vô số hơi một chút thôi là tới mười mấy ức thậm chí mấy chục gần cả trăm ức tia chớp hơn xa cực hạn mà sinh linh thần hỏa cảnh có thể triển khai vượt quá xa sức chống cự của bọn họ một vị chân thần kêu thảm thiết thân thể rung bần bật dù đã thành tựu thần linh cũng không được dưới đòn đánh này cả người cháy đen, máu thịt bè bét. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thần, đòn thứ nhất vẫn chưa chết, mở to mắt muốn chạy trốn. Mà hai người khác cũng là sợ vãi linh hồn, muốn nhanh chóng biến mất về cuối chân trời. Nhưng mà đã không kịp rồi, đây chỉ là luồng thiên uy thứ nhất thôi, phía trên vẫn còn, tiếng vang ầm ầm. Lần này lôi định trong mây đen liên miên bất tận, giáng xuống như nước, nối liền trên trời dưới đất. Xa xa nhìn tới, trong trời đất đen kịch, mang mưa mịt mù, từng luồng tia chớp to lớn tựa như cột chống trời nối liền trời đất tràn lan tới nơi này đây là một cảnh tượng kỳ dị đây chính là bảo thuật lôi đế được gọi là đại thần thông dưới điều kiện đặc biệt có thể phát ra thiên uy khó có thể tưởng tượng được vượt qua cực hạn của bản thân tu sĩ đương nhiên điều kiện rất ngặt nghèo không thể lần nào cũng triển khai được dù sao thì cũng rất khó gặp được trời mưa lớn như thế này mây đen phủ đầy đại thảo nguyên rộng lớn thì mới có thể có được thực lực sấm sét vô tận như vậy tự mình tạo thành mây mưa cũng không được chỉ có loại lôi vân vô tận trong trời đất này mới được thôi dù là chân thần cũng không thể nào chịu nổi cái loại thiên uy này nhịn không được kêu thảm đây không phải là lôi điện có ý nghĩa bình thường mà là thần chú lôi đế phát họa ra kiếp phạt của trời không sao lại như vậy ba tên chân thần vô cùng thê thảm bị đánh đến máu thịt vỡ nát xương trắng gãy vụn cháy đen thui cuối cùng toàn bộ chết đi mưa to đập xuống đất làn khói mỏng màu trắng tung tóe tia điện to lớn trong trời đất tựa như từng cây cột kim loại cắm rễ trong mặt đất tạo nên bầu trời cuối cùng tia điện biến mất màn đêm khôi phục lại vẻ đưa tay không thấy được năm ngón thạch thảo xoay người đi vào trong đất trời đen kịch đó biến mất khỏi thảo nguyên này bởi vì hắn biết nếu không đi có thể sẽ gặp nguy hiểm hai đại thiên thần đã tiến vào nơi sâu nhất của thảo nguyên tuy rằng cách rất xa nhưng cuối cùng cũng sẽ nghe được tin tức Thảo Nguyên nhất định sẽ rối loạn, mẫu quặng lớn nhất của thiên nhân tộc đã bị hủy rồi, chuyện này không phải là nhỏ, uy danh của hoàng tộc bị làm cho hao tổn nghiêm trọng. Quả nhiên sau đó không lâu, nơi này sôi sụp, mà tất cả lại không quan hệ gì với Thạch Hạo, hắn đã rút đi, rời khỏi đại Thảo Nguyên rồi. Mây đen tản ra, trên lá cây mang theo giọt sương, dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh sáng bảy màu, mưa to ngừng rơi. Phù phong thành ở biên giới Ba Châu, vị trí đặc thù, dòng người lui tới, tam giáo cửu lưu, mọi chủng tộc đều có, dị thường phùng hoa và náo nhiệt. Hiển nhiên nơi đây tin tức nhanh nhạy, bất kể là Thảo Nguyên Hỏa Châu hay là Thiên Tiên Châu hoặc là Cung Châu, một khi có tin tức gì thì sẽ truyền đến nơi này trước tiên. Có tình chấn động nè nha, ngay lúc mưa to vàng vỗ hồi nãy thì Hoang lại ra tay, hóa thành dị thần chết thu gặt đầu lâu của một đám cường giả thiên nhân tộc, đại khai sát giới, hủy diệt hết một nửa quặng mỏ của thiên nhân tộc luôn. Theo mây đen tản đi, trời đất sáng sủa thì cuộc chiến trên thảo nguyên nhanh chóng được người ta biết rõ. Mỗi người đều kinh ngạc đến ngây ngốc, hoàng quá bá đạo rồi, ra tay quả quyết và tàn ác. Quảng mỏ lớn nhất của thiên nhân tộc cũng bị hủy diệt, hơn nữa tổng cộng có ba vị chân thần đảm máu, thần hình đều bị tiêu diệt rồi. Tin tức này vừa xuất hiện thì cả thành phù phong náo nhiệt. Tin tức này chấn động hơn tất cả trước kia, quần hùng hoảng sợ, tất cả đều trợn tròn con mắt. Cái gì? Hoàng giết chân thần, vẫn chơi hả cha nội hơn nữa một lần lại chiếc ba vậy tin tức loại này khiến người ta cảm thấy rất không chân thực gần như là hoang đường bởi vì chiến tích như vậy thực sự đã vượt qua lẽ thường hoang làm thế nào làm được việc ấy chứ chính xác trăm phần trăm luôn á thiên nhân tộc hiện tại đang sôi trào kìa tất cả chân thần tập hợp sát khí ngút trời tuyên bố phải lột da đốc thịt hoang ra kìa kết quả như vậy có thể nào không kinh thế chứ một ít truyền tống trận trong phụ phong thành liền sáng lên chiến tích như thế này quá mức phi phạm. Còn cháu một ít đại tộc cấp tốc về báo. Trong chốc lát, trận chiến này truyền khắp bốn phương, sau đó không lâu xuất hiện trên bàn của rất nhiều đại giáo, được một số nhân vật trọng yếu chăm chú xem. Hoàng, một trận chiến thành danh, không chỉ nổi tiếng khắp khu vực lân cận ngũ hành châu, mà còn kinh động mấy chục châu này, không muốn người chú ý thì không được rồi. Lần này thương nhân tộc thảm hại rồi nha, bị rất nhiều đại giáo cười ngạo. Đó. Bọn họ chọc phải thiếu điên ma dương đáng sợ, Tìm lực to lớn, rất có thể trở thành họa lớn của tộc này trong tương lai đó. Ngày hôm đó gió nổi mây phun, bốn phương chấn động mạnh, rất nhiều người đều đang phân tích và nghị luận cho rằng hoang ghi gớm, lần này thiên nhân tộc thực sự quá bị động rồi. Rất nhiều đại giáo đều đang nhìn chằm chằm vùng đất rối loạn này. Thiên nhân tộc sừng sững nhiều vạn năm như vậy thì tự có nội tình huy hoàng của họ, nhưng cũng có rất nhiều kẻ địch, khoảng thời gian này không quên bỏ đá xuống giếng, mỉa mai không thôi. Hey, thiên nhân tộc thiệt sự xa xúc rồi nha Để một thiếu niên giết đến người ngã ngựa đổ Ngay cả chân thần cũng chết mất ba người Mà đối phương chỉ là một tôn giả Tộc này càng ngày càng nát rồi Đúng rồi, hoang ở nơi nào Có thể gia nhập giáo ta để được bảo vệ an toàn nha Chờ ngươi trưởng thành để Chúng ta giúp ngươi diệt trừ toàn bộ thiên nhân tộc Không nghi ngờ gì nữa Khi thạch thảo xuất hiện Thì sẽ khiến muôn người chú ý Hắn đã trở thành tiêu điểm của mảnh đất này rồi Tất cả mọi người đều đang bàn luận mà các đại giáo nơi xa cũng đang phân tích, quan tâm sát sao. Quả thực có người muốn lôi kéo hắn cũng không phải là nói suông. Ước ao bồi dưỡng hắn sẽ có một ngày lôi thiên nhân tộc lên võ đài tiến hành đại quyết chiến. Chiến tích của Thạch Hạo có thể nói rất huy hoàng, thân phận tán tu của hắn khiến rất nhiều đại giáo cảm thấy hứng thú. Nơi sâu trong đại thảo nguyên, cách phụ phong thành hơn 9 triệu dặm, trong một khu quặng mỏ, hai đại thiên thần giận dữ hét lớn, chấn động cả khu vực này, khiến mây trên trời cũng muốn vỡ tan ra. Trước đây không lâu bọn họ kéo theo rất nhiều người, mang theo một ít chân thần tới cửa thúc ép hỏa tộc, áp chế một ít đại tộc đến từ hạ giới, bảo bọn họ giao ra hoang. Loại tư thế uy nghiêm này của hai đại thiên thần rõ ràng là đang kiếm chuyện, cố ý uy hiếp để thạch hạo tự mình đi ra. Nhưng mà lúc này mới bao lâu chứ, phía sau lại truyền ra tai họa như vậy. Chuyện này quả thực là như một cái bạc tai vang dội đánh lên mặt họ. Quá kêu rồi. Quảng mỏ trong tộc bị hủy hơn một nửa, cao thủ tổn thất nặng nề, tất cả đều là hoang gây nên và hắn cũng thừa nhận tiên chủng là do hắn cướp đi điều này làm cho hai đại thiên thần làm sao chịu nổi hành động của bọn họ lúc này nhìn lại hoàn toàn là một nước cờ dở không những không đưa thạch hạo vào thế của mình Bức hắn đi ra mà ngược lại tạo thành loại sỉ nhục này nữa hai vị đại nhân còn muốn kiểm tra nữa không vậy bên trong khu quặng mỏ này cũng có cao thủ của mấy đại tộc có người hỏi với giọng thờ ơ dạng như hỏa tộc tuy rằng không có nhân vật cấm kỵ như lão thiên nhân nhưng trong tộc cũng có thiên thần, cũng không yếu đến nỗi không có sức chống lại. Hôm nay lại bị người leo lên trên đầu tất nhiên sẽ không khách khí. Một vị thiên thần của thiên nhân tộc thực sự cảm thấy lúng túng, vùng ống tay áo một cái rồi xoay người rời đi. Được rồi, được rồi, các vị đạo hữu cũng có thể tản đi rồi nè, cũng không cần xem náo nhiệt nữa đâu, hai vị đại nhân của thiên nhân tộc đã tính nhầm rồi. Có người mở miệng, khu vực này có không ít đạo thống chiếm giữ các loại mỏ quặng, rất nhiều người tới xem, Lúc này nghe được cách nói này thì tất cả đều nở nụ cười. Thiên nhân muốn làm cái gì vậy ha? Không có chứng cứ mà đi du quan cho người khác nữa. Thiệt mất đi khí phách mà hoàng tộc nên có mà. <laughs> thôi, được rồi, nhỏ tiếng một chút thôi. Nếu không hai vị đại thiên thần lại chẳng trước cửa khu mổ quặng và tiếp tục ức hiếp các ngươi. Đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được đâu á. Một số đạo thống cũng không sợ thiên nhân tộc nên cố ý chế nhạo Hai đại thiên thần thiên nhân tộc không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Bọn họ tuy mạnh mẽ nhưng cũng không thể làm việc bừa bãi. Nếu thực dám làm bậy thì sẽ bị các giáo lên án. Hành vi hiện tại của bọn họ cũng đã bị người ta phi phán rồi. Đại giáo đối địch càng là bỏ đá xuống giếng, trào phúng họ. Quả nhiên tính sai rồi. Tên nhóc này vậy mà gan to bằng trời. Dám đánh vụ kích, đến phía sau chúng ta đại khai sát giới. Hơn nữa hắn lại trở nên lợi hại hơn rồi một vị thiên thần sắc mặt tái xanh đang trên đường trở về ánh mắt âm trầm nếu tốc độ trưởng thành của thạch hạo cứ như vậy thì tương lai sẽ thành tai họa rồi nhất định phải giết chết hắn tên còn lại cây nghiệt mở miệng thiên nhân tộc mặt mày xám xịt rút khỏi khu quặng mỏ của hỏa tộc về lại bên ngoài khu vực đại thảo nguyên cuối cùng những việc này truyền đến phù phong thành khiến mọi người thở dài lần này thiên nhân tộc té một cú quá đâu, bị một tên tôn giả nho nhỏ giết cho vô cùng thảm hại Thư viện thiên tiên thì cũng rất không bình tĩnh. Bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy nên tất cả học sinh bên trong thư viện đều đã nghe nói. Gợi ra náo động, âm ý khắp nơi. Tất cả đều đang bàn luận sôi nổi. Nè nè nè, nghe nói thiên tài số 1 của thiên nhân tộc là U Vũ cũng đến rồi đó. Ở ngay trong thư viện chúng ta đó. Không biết hắn có đi ra ngoài tìm hoang quyết chiến không ha? Hoàng đã chứng minh khí phách và dũng cảm của hắn rồi, bốn phương chú ý làm cho nhiều học sinh nữ hai mắt lập tức long lanh và càng làm cho rất nhiều học sinh nam kính phục không thôi một người dám xông vào trọng địa của thiên nhân tộc giết các thần đến người ngã ngựa đổ đây là khí phách cỡ nào sức chiến đấu đáng sợ đến đâu đối với người trẻ tuổi mà nói đây chính là vương trong cùng thế hệ một chiến thần đáng giá ngưỡng mộ làm người ta kính nể càng làm cho một số người sùng bái thà thạo đến sự xuất hiện của hắn gợi ra xôn xao tên khốn của sơn môn nhỏ rách nát kia lại xuống núi hay sao? Rất nhiều người đời ra, hắn lại đến nơi này rồi. Quả thực không biết tên khốn tiếng xấu rõ ràng trong mắt bọn họ này. Cái tên tuyên bố có thể treo sư huynh lên đánh và ức hiếp sư đệ lại chính là tiêu điểm bàn tán sôi nổi của bọn họ là hoang thực sự. Hắn, hắn tiến vào thư viện, đây đây là đang khiêu khích hả? Thà Thảo to gan tiến vào khiến một đám người giật mình. Thà Thảo rất ung dung, hắn muốn đi tìm Nguyệt Thiền khi tiến vào khuôn viên kia thì rất xa đã nhìn thấy vài người quen rồi. Vân Hy, U Vũ, Phượng Vũ đều ở đó. Đệ tử kiệt xuất của các giáo đang ngồi trên thảm cỏ xanh bên hồ nước luận đạo, mà Nguyệt Thiền thì lại đang gãy một cây đàn ngọc, âm thanh êm tai khiến hoa cỏ xung quanh phát sáng. Nụ hoa nhanh chóng lớn lên rồi nở ra, ánh sáng lan tỏa, âm thanh đó cũng làm cho một ít chim thước nhảy múa theo. Tiếng đàn chấm dứt, mọi người than thở. Sau đó mọi người tự do trao đổi với nhau, nhưng hi mũi mũi thực sự là đẹp đẽ và thanh tao đó ta thấy cũng yêu luôn nguyệt thiền mỉm cười rồi chuyển đề tài nói bên ngoài đang sụp sôi bàn tán về hoang hình như có quan hệ cùng mũi mũi ta nghe nói hắn từng bảo vệ mũi đi xa mấy trăm ngàn dặm liều mạng với chiến tộc có thật hay không vậy chuyện này bên ngoài có đồn đại thế nhưng thiên nhân tộc lời lẽ nghiêm nghị phủ nhận trách cứ có người đồn bậy tất cả mọi người đều ngẩn ra bất kể là đệ tử mạnh nhất của thư viện thần nhai là một tử tiêu tả tiểu địch hay là phượng vũ của thư viện thiên tiên hoặc là kiệt xuất của các đại giáo khác đều lộ ra sắc mặt khác thường bởi vì ít có người nào dám hỏi trực tiếp trước mặt thiên nhân tộc như vậy vân hy thang nhẹ nhìn về phía nguyệt thiền thà thạo xa xa thấy cảnh này cũng không đi qua mà xoay người rời đi không muốn tụ tập náo nhiệt như là có cảm giác nguyệt thiền vân hy đều liếc mắt nhìn về hướng đó và thấy bóng lưng của hắn rồi hả? Sao hắn lại đi vậy? Lẽ nào sợ rồi hả? Ở cửa thư viện, rất nhiều người khi thấy hắn đi ra thì lộ ra sắc mặt khác thường. Trên thực tế vừa nãy không ít người đều đi truyền tin đến cường giả khắp nơi, báo cho bọn họ là truyền nhân của đạo tràng Chí Tôn đã đến rồi. Thạch Hạo cười nhạt không để ý lắm, hắn biết thân phận thực sự của mình hơn phân nữa sắp lộ ra ánh sáng. Lúc ấy vẻ mặt của mọi người sẽ như thế nào đây? Lục kiệt thiên nhân tộc đến rồi Vẫn còn muốn nhìn bọn họ chạm mặt với mấy người này mà Hắn đi rồi không phải là bỏ mất một trận chiến đặc sắc sao Thiệt không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào như hoang mà Lục kiệt trước sau đều đã đến rồi Có mấy người tự nói muốn lên núi đội một lời giải thích đó Thà thạo kinh ngạc Nghe câu đó xong thì cười nhạt rồi nói Đúng không vậy Vậy ta ở đạo tràng chí tôn chờ bọn hắn Ai dám đến sơn môn ta khiêu chiến thì ta diệt kẻ đó Nói xong hắn vùng tay áo Rồi nhanh chóng biến mất ở nơi xa Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mãi đến khi hắn biến mất thì rất nhiều người quái dị kêu lên. Người của sơn môn nhỏ rách nát cũng thực sự là hung hăng, lại dám lớn tiếng như vậy, quá ngông cuồng mà. Đi, nhanh đi nói cho bọn người kia đi, bọn họ không phải muốn đòi giải thích sao? Đại sư huynh của đạo tràng Chí Tôn đã lên tiếng rồi kìa, muốn chờ bọn hắn đến khiêu chiến kìa. Hiển nhiên nơi này không thể yên tĩnh được nữa mà gợi ra rối loạn rất lớn. Trên đường thân sắc của Thạch Hạo bình tĩnh, lẩm bẩm. <laughs> Lục Kiệt nếu không đến thì thôi, Ngược lại thì thiên nhân tộc chắc chắn sẽ đau lòng rồi. Một trận mưa tầm tã đen kịch như ban đêm, sấm chớp vang dội qua đi, thảo nguyên rộng lớn bao la càng thêm trong mát, xanh biếc vô biên. Những vùng đất trũng trở thành đầm lớn, hóa thành hồ nước xanh thẳm và lấp lánh. Một bầy độc giác thú có tới mấy trăm con trắng bóng xuất hiện, tỏa ra thánh huy tập hợp tới bên hồ nước. Đây là điều đáng mừng, những người chăn nuôi trên thảo nguyên này nếu nhìn thấy sẽ rất mừng rỡ nhưng mà thiên nhân tộc lại không có tâm tình này hầm mỏ trước mắt sẽ bị sụp đổ thần linh đẫm máu tổn thất quá lớn ai nấy đều tái xanh mặt đây là thần quán đệ nhất nhiều năm qua đã đào được một lượng lớn thiên tài địa bảo nhưng giờ lại bị một người hủy sạch xét đánh nhát nhát còn có ba vị chân thần bị đánh gục nữa thiên thượng mặt la của thiên nhân tộc chẳng hề cảm xúc nhìn khu phế tích này khi tức mạnh mẽ tỏa ra cứ như là núi lớn đè xuống khiến người khác không tài nào thở nổi. Nhưng đây không phải quan trọng. Thần quán không còn thì có thể có cái khác. Quan trọng nhất chính là lại do hoang gây nên. Hắn chỉ là một tên tôn giả mà cả đám các người này không tài nào bắt được hắn. mà hắn cứ như vậy rời đi. Còn có chuyện nào hoang được hơn chuyện này chứ? Thậm chí ngay cả chân thần cũng không cách nào cản được hắn. Đều là rác rồi mặt là hét lớn, hắn không kìm nén được nữa. Những chuyện đã phát sinh trong mấy ngày của thiên nhân tộc đúng là sự sỉ nhục mà. Mặt mày của hắn và những thiên thần khác đều xám đen cả. Đúng, chúng tôi biết sai rồi. Một đám cúi đầu chứ chẳng hề dám nhìn thẳng, thân thể rung rẩy dưới uy thế của thiên thần thì không ít người phải quỳ rạp xuống. Biết sai thì có lợi gì chứ? Một vị thiên thần khác quát lên. Các người có thể tìm tiên chúng đã mất tích trở về được hay không? Thứ đó dù giá, nó rất có thể tạo nên một vị thiên nhân hoàng đó. Mà chuyện khiến cho hai đại thiên thần không cách nào nhịn nổi chính là kẻ ra tay lại là hoang, lại nhân tài mới xuất hiện mà bọn họ muốn tiêu diệt. Thế nhưng tên này lại không kiên dè xuất thủ, cố tình làm bậy như vậy. Sự nhục nhã đầy trắng trợn của Thạch thạo chính là sự phản kích và trả thù. Chuyện ngày đó hai bọn họ biết cả, đều hiểu rõ ẩn tình và tin tức bên trong. Bọn họ đẩy Thạch thạo vào hắc lao, biến hắn thành tù nhân và dùng cực hình tàn nhẫn và nghiêm khắc để tra khảo, khiến trên người của hắn xuất hiện những lỗ máu thông từ trước ra sau. Từ cái ngày mà Thạch Hạo chạy thoát thì chuyện tình chắc chắn sẽ không thể bỏ qua dễ dàng rồi. Giờ bắt đầu trả thù rồi sao? Nhưng mà hai đại thiên thần cũng không hề hối hận, quyết định của thiên nhân tộc là vì toàn bộ tộc nhân. Nếu như có thể đạt được pháp môn cung bằng, bảo thuật lôi đế thì có thể giúp cho thực lực của tộc nhân tăng mạnh. Sự ảnh hưởng này quá sâu, nếu như cho bọn họ thêm thời gian cộng với sự tích lũy một quãng thời gian nữa, thì thiên nhân tộc có thể sẽ phục hưng, tái hiện lại oai phong vô thượng của hoàng tộc. Vừa rồi chúng ta đạt được mật báo, hộ đạo đại nhân sẽ đích thân tới nơi đây, các người tử mà lo liệu đi. Thiên thần Mạc La lạnh giọng nói. Cái gì? Hộ đạo đại nhân? Mọi người ngẩn ra, người hộ đạo trong tộc có lai lịch vô cùng đáng sợ, nếu ở thời thái cổ không phải sáu đại thiên nhân trở về thì hắn đã trở thành tế linh được tộc này kính bái rồi đại nhân không phải đã đi tới cuối đời rồi sao có người nhỏ giọng nói tất cả mọi người đều biết người hộ đạo đã gần đất xa trời tuổi thọ gần như muốn kết thúc rồi cũng không cách nào đại chiến được nữa lần này sao lại tự mình xúc động như vậy các ngươi đã làm nên chuyện rất tốt rồi đó một vị thiên thượng khác trách mắng nếu như bọn họ không làm mất đi chí bảo vô thượng mẫu khí thiên địa, thì người hộ đạo làm sao sẽ bị quấy rầy và xuất quan chứ? Muốn dựa vào hơi sức cuối cùng để tra xét. Hộ đạo đại nhân muốn dùng bói toán số mệnh cuối cùng của mình để tính xem thử hắn ở phương nào. Tất cả đều là chuyện tốt của các người gây ra đó. Mặt là nổi giận khiến những sợi tóc múa loạn. Chỉ trong nháy mắt thì nơi hư không hắn đứng đã uốn éo, xuất hiện những vệt khe hở ngang dọc giao nhau. Mà nơi đó trời đất cũng tối sầm lại, cả đám người quỳ rạp xuống, kể cả đám chân thần. Bởi vì bọn họ biết được người hộ đạo làm như vậy đồng nghĩa với việc muốn dùng tia sinh mệnh cuối cùng của mình để suy diễn ra vị trí chính xác của Hoang, nắm bắt chuẩn xác nhất quỷ tích của hắn. Chuyện này có ý nghĩa rằng người hộ đạo sẽ qua đời. Đồng thời mọi người cũng kinh ngạc và sợ hãi, người hộ đạo làm như vậy, một là coi trọng tiên chủng kia, hai là quá quan tâm tới người trẻ tuổi tới từ hạ giới ấy. Người trẻ tuổi kia đáng sợ như vậy hả? Đáng giá đi hộ đạo đại nhân làm như vậy? Có người thầm nhũ, linh cảm tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng sắp xảy ra. Từ xưa tới nay, thi thoảng sẽ có vài thiếu niên kinh diễm cuộc khởi ở các châu. Thế nhưng rất nhiều người chưa trưởng thành đã chết sớm. Còn phần lớn người thì càng về sau càng phai mờ, không đáng nhắc tới. Sẽ không thể khiến một hoàng tộc sốt sắng như vậy. Nhưng lần này không phải như vậy, người hộ đạo lại lựa chọn làm như thế này, muốn phát huy sức lực cuối cùng, hắn sẽ nhìn thấy thứ gì đây? Người có tu vi mạnh mẽ tới nghịch thiên, tuy tuổi đã già, tinh lực khô cạn, sức chiến đấu giảm mạnh, thế nhưng cảm ứng sẽ vô cùng thông linh, nhìn thấy được một vài thứ khó nói. Nghĩ tới vấn đề này thì tất cả mọi người đều rùng mình một cái, việc này thực sự là không tốt mà. Ai nấy cũng cảm thấy người hộ đạo có thể sẽ bắt lấy những mảnh vỡ thời gian nào đó và sẽ nhìn thấy được tương lai không tốt. Vì vậy, hắn muốn làm như vậy, không tiếc dùng bối toán số phận cuối cùng của mình để tìm ra hoang, bắt giết thạch hạo. Các người đã biết hậu quả nghiêm trọng rồi sao? Mạc La quát mắng, những vết rách hư không đen kịch kia càng kinh khủng hơn, chấn động cả thảo nguyên này. Một vị thiên thần khác hét lớn. Việc mà các ngươi hiện tại có thể sửa chữa chính là trước khi dị hậu đạo đại nhân tới đây thì tìm cho bằng được rồi giết chết hắn đi. Khu thảo nguyên này dần băng lạnh, tất cả mọi người câm như hến, bọn họ biết đã xảy ra chuyện lớn rồi phát động toàn bộ lực lượng những đạo thống có quan hệ với chúng ta cũng đều động hết nhân mã mấy ngày nay phải tra xét tìm cho ra đầu mối nào đó mặt la ra lệnh dạ mọi người nhắm mắt hét lớn giờ ai có vẻ khác thường gì thì chắc chắn phải chết không một ai dám chọc tức cơn giận dữ của thiên thần cả hết tập một trăm sáu mươi chín cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lát radio